quan cảnh sát điều tra công an huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với đối tượng Dương Tấn Đạt, trú tại ấp 7 mét, xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An về hành vi trộm cắp tài sản. Qua điều tra ban đầu xác định Dương Tấn Đạt cùng hai đối tượng khác đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại cửa hàng bán điện thoại di động của ông Nguyễn Hoàng Nam, trú khu phố 3, thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Tài sản bị mất trộm gồm 70 triệu đồng tiền mặt và trên 30 chiếc điện thoại di động các loại, trị giá khoảng 34 triệu đồng, 5 đồng hồ đeo tay các loại, tổng trị giá khoảng 2 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản mất trộm khoảng trên 100 triệu đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tân Thạnh đang tiếp tục điều tra vụ án.